Với chủ đề Kết nối truyền thống và hiện đại, năng lượng tương lai Việt Nam, du khách tới tham quan sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa, tập quán sống, tâm hồn và nhân sinh quan của con người Việt Nam, tìm hiểu những sản phẩm du lịch tiềm năng, những sản phẩm làng nghề truyền thống độc đáo được làm từ bàn tay khéo léo, những đặc trưng văn hóa vùng miền. Du khách còn được xem những thước phim sinh động đẹp mắt của du lịch Việt Nam. Đặc biệt, du khách có thể chụp hình ghép với những cảnh quan tiêu biểu của Việt Nam để làm bưu thiếp gửi cho bạn bè, người thân như một cách lưu giữ kỷ niệm với Việt Nam. Nhà triển lãm Việt Nam có diện tích 403m2, sẽ mở cửa trong thời gian 3 tháng, dự kiến sẽ thu hút 1 triệu lượt khách tới tham quan.